Thì cũng được. À. Sao xếp cho chị ăn? Thì kệ chị thích xếp con gì đó chị xếp. Sao? Con chim, con bướm, con... Này hôm bữa bão này. Mấy chủ quan bảo mày bảo đem về. Dạ không, tại vì hôm nay xe nó không chắc chạy. Cái đó nó phải có ngày mới được chạy cuối tuần. Dạ đúng rồi, có đó thì nó okay. Chị ngồi lên trần hổm lên ghế cho nó không nhàm, nó không có nhàm. Chị sợ nhàm phải không? Ngồi tôi thấy này nó bình thường lắm. Ủa Thư ơi, hồi nãy cái thẻ đưa anh là thẻ 505 á hả em? Rồi em đi đâu em? Dạ đi ha. Dạ rồi đi qua bên đây. Để em đi qua đi lại cho nên resort ít có ai mặc. Hôm nay thì nhiêu đêm anh? Dạ 2.860.000 một đêm thôi.
cỡ 8:30 sáng. Một phần màu mộc chứ.